Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn cách để có thể nặng gel 4D. Các bạn sẽ chuẩn bị cho Anna gel 4D màu đỏ và màu xanh lá. Anna sẽ vẽ trên nền móng vân gỗ màu nâu. Chúng ta sẽ lấy gel 4D đỏ ra trước. Các bạn sẽ lấy cây dít gel, dít một phần gel như thế này. Rồi chúng ta vò tròn nó một xí, cho phần này lên cọ gel 4D. Rồi chúng ta cho lên móng vị trí chúng ta muốn đặt. Anna muốn đặt ở đây, Anna cho lên đây như thế này. Rồi chúng ta sẽ bôi trơn cọ gel 4D bằng một ít nước lọc. Rồi chúng ta sẽ tán và chỉnh hình một xí cho cái trái tròn này nó tròn hẳn, và đè đè nó xuống móng cho nó bám móng. Anna sẽ lấy phần đầu nhọn của cọ gel 4D, đục một lỗ nhỏ ở phía trên này, tạo ra chỗ cái cuốn cho trái cherry như thế này, một cái lỗ nhỏ. Rồi chúng ta tán cho nó hơi mập mập cho nó dễ thương trái cherry lại, đừng có làm trái cherry dài nữa, nó không có đẹp như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm một phần gel 4D nữa. Lần này Anna sẽ lấy nó nhỏ hơn một xí, ít hơn một xí để làm một trái cherry nhỏ hơn. Cũng vò tròn nó đi. Cũng cho nó lên cọ gel 4D và cho nó vào kế bên như thế này. Ok, chúng ta lại thao tác tương tự, đè nó xuống một xí cho nó tròn. Rất là dễ làm. Chúng ta lại tiếp tục đục một cái lỗ nhỏ ở đây. Có hai quả cherry lớn và nhỏ rồi thì chúng ta cho đi hơ đèn để cố định phần gel 4D này. Hơ đèn xong thì trái cherry của chúng ta đã cứng lại như thế này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh màu cho trái cherry thêm phần sinh động. Anna sẽ lấy gel vẽ màu đỏ, pha thêm một ít gel vẽ màu đen để ra màu đỏ đậm như thế này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tô màu. Trước tiên Anna sẽ cho vào cuốn của nó, cho phần cuốn của nó đậm. Ok, rồi cho lên phần dưới. Chúng ta sẽ tán màu lên phần cuốn ra trước. Chỉ thể tô màu hết trái cherry bằng top để tạo độ bóng và tăng độ bền. Tán màu và phủ bóng cho trái cherry xong như thế này thì chúng ta cho đi hơ đèn cố định. Chúng ta sẽ lấy một đoạn gel 4D mạnh màu xanh lá như thế này để làm cuốn. Xong rồi phần cuốn chúng ta sẽ đặt nó ở vị trí trông tự nhiên nhất. Anna sẽ cho thêm hai phần gel 4D nhỏ vào đây để chúng ta làm hai cái lá nhỏ. Anna vừa tán xong hai cái lá như thế này thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cố định đã. Sau khi đã hơ đèn cố định phần gel 4D màu xanh lá này rồi thì chúng ta sẽ đánh một ít màu lên để cho lá này trông thật hơn. Anna sẽ lấy gel vẽ màu xanh lá như thế này. Chúng ta sẽ cho lên phần cuốn.
Anna sẽ cho một ít màu nâu vào phần dao của cuốn lá như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho đi hơi đẹp. Anna sẽ tận dụng gel đính đá để chúng ta làm giọt nước. Rồi chúng ta đặt lên quả cherry, chúng ta xoay đều. Lá xoay nhẹ. Các bạn muốn bỏ to nhỏ là tùy ý chúng ta nha. Xoay nhẹ nó sẽ tròn lên như thế này. Rồi ở phần thân gỗ nữa. Thân gỗ thì Anna sẽ làm to một xíu để nổi bật. Sau khi tạo xong vài giọt sương như thế này thì chúng ta lại cho đi hơi đèn lần nữa để cố định giọt sương. Sau khi hơi đèn xong thì chúng ta cũng đã hoàn tất mẫu móng. Vậy là Anna vừa mới chia sẻ xong với các bạn cách có thể nặn gel 4D thành hình hoa quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Anna. Nếu các bạn thấy video bổ ích, đừng quên nhấn like cho Anna và nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của Anna. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.